Chào nhà, nay bảo bảo chặt đất ốc làm ốc hấp xá xị nhà. Rồi mà vừa không cài cái đầu bữa nay nghỉ không bữa nhà ốc vàng làm hồi đó. Ốc này phải chặt ra vậy, nó mới ra đất còn không chặt ra nó hấp nó hết. Còn ra còn không. Hấp màu đen cái nè. Làm hấp gài bữa nay ngon người cả nhà. Bữa nay ở nhà quậy một bữa. Làm mồi nè. Ốc phải chặt đất chứ không chặt đất cái nào ngát cái lễ cái đâu con ra con không. Đất nó ổn. Con được đất. Ốc này cũng mua cả nhà chứ không có bắt được. Nãy giờ dưới quê này cũng nhiều lắm nhưng mà không có bắt được trong mương ta nhận. Mấy ốc bút bằng này nè, rồi đẩy nguyên con khỏi cần gọt tích. Ốc này là nó mập liền. Ốc này mới ngon, nó mập, có trứng. Có cái vàng vàng đó là trứng hả? Trứng á. Cái gì vàng nó trứng á cả nhà. Ủa sao thấy nó đẻ cái màu trắng mà. Trong mình nó sao được màu vàng ấy mà đẻ ra thì trứng nó ra trắng. Trứng á. Có mấy ngóc bự này cả nhà. Bảo lựa ra này, cái này nướng mỡ hành nha cả nhà. Cái này ruột heo nữa không biết nướng làm gì nè. Mình cho mỡ hành. Ồ, ốc bự nghe. Nè ốc hấp xả nha cả nhà, Bảo chuẩn bị làm nha cả nhà. Hấp xả với xá xị này luộc xả hấp có cách này dạ cái món này đó giờ con chưa có làm thử nè chưa ăn thử hấp bu đen chặt đít hấp xá xị xả luộc xá xị xả hả mình chấm có mẻ gì ta ô mất công lấy đại có muối tôm gì nó nặng miếng chanh như là được rồi me cũng được là giờ có hấp nước dừa nè hấp nước mưa nè hấp nước cây nè bữa nay có vụ mà chơi gì xách xỉ gì lạ đừng khoen đó hả ô mình học TikTok hả? Không học TikTok mà thấy người ta hấp vô quán là kêu hấp xị gì đó mình hỏi người ta cái đồng hấp theo vậy
vừa ốc vuông mà cho ăn cái dừa gì nữa. Cái dừa là cái đó là để lâu cho ăn cái dừa không ấy cho nó ngọt gà. Ngọt gà nữa hả? Bữa nay Bảo Bảo nướng nóng ăn nghe cả nhà. Lâu lâu rồi nghỉ mốc dừa rồi thèm ốc rồi. Ủa được ốc chà bá luôn. Bảo Bảo được cái chổng thì quá bự. Ốc luộc xá xị là Bảo Bảo cái thì ốc nướng mỡ hành nha cả nhà. Có chú Út này vô luôn nữa nha. Không, bữa nay chú Út ra bữa nghe có mồi. Có mồi cả nhà. Không có mồi. Cái này cái gì cua heo xiên qua nha. Mẹ xiên qua. Là gốc hành xiên cua heo nó mẹ nó vậy đó cho nó gì nó cho nó xa. bữa đây có cua heo nè. Là nướng mỡ hành gì không biết nè. Nướng gốc hành. Gốc hành. Cái này nước chấm mà không làm gì quên rồi ta. Làm nước chấm thần thánh. Ủa, nước chấm gì mà ăn không được. Quan trọng là nó ngon, giờ không chấm ăn cũng ngon nữa. Này ớt nó cũng không có giống thằng Ben nữa. Không mình nướng cái này trước rồi nướng cua heo trước đi, ốc nướng sao? Dạ. Này ốc bị mình phải cho nó nguyên một mâm mà mình nướng. Để cái tô mỡ hành này làm sao mà nhiều ốc rồi sao hết tô mỡ hành chồng. Vô Phương rồi. Vậy mới tôi mua ốc nữa. Rồi cái tô mỡ hành. Biết mình mới còn không? Tao ốc là lâu lâu mới có một lần nha. Đâu có thì mua hoài có hoài. Ý mình mà nói, mình ăn không nổi á. Ý mình lâu lâu mình mới mình về mình cắt lần. Vậy mà mình mua ốc ốc bù của Pháp á. Ốc á. Ốc bù Pháp gì mình nướng. Dám đâu đừng. Ở đây mở bù đắng rồi nhóc cả nhà ơi. Ốc bù của Pháp đừng chê nghe ăn giòn lắm á. Nhưng mà mình không có ăn được như vậy, mình không lưới lưới được ăn như vậy, mình phải mần nó sạch đấy. Không à. Cái ốc nhiều loại ốc nha, ốc bu là khác, ốc lá khác, ốc Pháp là khác. Mình miền Tây ở ngoài nước mà ta không biết mình nói cho người ta biết đó. Ừ. Nó đúng rồi. Thấy không? Chú nó gỡ hạn mình đây mình nó còn gỡ mình biết chứ mà nhiều khi nhiều khi ở ngoài nó ốc nhiều loại ốc bu khác. Nè, ốc này cái ốc bu là đít nhọn. Rồi là ốc đít tròn là khác. Đúng không? Ốc lá khác. Còn ốc Pháp là khác nữa là đúng rồi ốc Pháp là cái miệng đó, nó phải đưa cho cả nhà coi kìa chứ cái ốc Pháp cái miệng nó hút hơn nó sâu hơn nó là ốc thì ốc mình ở đây là ok còn ốc Pháp là nó khác đúng không ý chốt nói cho cả nhà cùng hiểu là cái ốc bu này mình ăn nguyên con được mình ăn luôn cả cái đít được mình gọng sạch là ăn được thì cái con ốc Pháp là chỉ ăn cái mặt nó thôi là mình phải mần nó ra rồi mình mới nướng được ý là ông nói vậy đó làm coi con ốc mình thấy coi kỹ con ốc đó con ốc là con ốc Pháp là mình coi cho cả nhà thấy là cái ốc con Pháp là cái miệng nó sâu đúng không đúng rồi cái miệng nó sâu còn con ốc mình là nó miệng nó bặn nè mình thấy con ốc khác ốc Pháp miệng ốc Pháp miệng ốc bu là khác mà cái này là con ốc này nó không có phá hại mùa màng luôn nó không ăn lúa luôn đó. Nó không ăn rau cỏ của mình nó chỉ là ăn nó vẫn ăn rau nhưng mà nó không có phá lúa thì cắt nghĩa cho anh em mình con ốc này là người ta còn nuôi con ốc kia là bây giờ người ta diệt ốc kia là người ta diệt rồi nhưng mà mình vẫn còn muốn ăn thì nó ở trong ba loại ốc lắm cả nhà ốc bu ốc lát ốc Pháp đó. Còn nói về mà ốc thì ba loại xong đâu có chịu nó tùm lum luôn đó chứ không ba loại ốc bự nè ba loại bự ốc bự ba loại ốc đắng mình không nói thôi thì mình không nói rồi ốc bự nè còn nó so tới ốc biển nữa gần ngàn loại luôn sao biết được mình nói giờ ở Việt Nam thì giờ con ống chà bá nữa đó con ốc Việt ốc mai giờ tao cũng ăn luôn đó tôi nói là ốc bu khác là ốc Pháp khác nha cả nhà nó có cái ốc mai với con cái ốc hương nó giống nhau á mà mình không phân biệt rồi ha nhỏ bự ốc hương nó nhỏ nó dài nó không có bự không còn ốc ma là nó bự tới đụng bằng cùm tay luôn con ốc hương nó trèo lên lúc nhà rồi nó trèo lên tường đồ luôn mà không biết nó giống bằng cái gì mà sao nó trèo đúng chăng ha nó cũng ăn giống như ốc ma vậy thôi nhưng mà cái nó này thì nó có cái mùi nó thơm nết nhớ con ốc ma mình nấm mình nướng ốc mình ốc này có nhà nuôi anh này ốc lát thiệt anh em ông này ốc lát thiệt còn cái này có ốc này với ốc lát với bù phân biệt sao con còn biết nữa nè nè cái này đít nhọn là ốc lát ốc lát còn ốc bu là đít tròn đít thì nó tròn hơn đúng không đó mình có nghĩa cho cả nhà nghe biết là con ốc này là đít ốc này nó hơi nhớt hơn mà con ốc treo khối là ốc nào thì ốc này là hả là con ốc bu ốc lát này nè là treo ốc này nè. Nếu mà ốc này treo khối ăn nó ngon hơn ốc bu vậy
Sơ khấu là chủ yếu cho nó mập á, nó sạch chứ nó mập. Sạch rồi, mập nó sạch nhớ hoặc thì nó mới ngon hơn ốc bu thì nó. Nghe nói Bảo Đực luộc cái đó là nó vừa mập mà nó vừa trắng, để con hồi con lễ mà con nó mập nó trắng cái cỡ nào bằng con hơn. Mà mình coi ở ngoài anh em nước ngoài coi mình khắc khe cho anh em biết ốc nào con ốc nào, không phải mình ăn ốc Pháp là khác nha. Ốc Pháp mình để xào hẹ ăn cũng ngon lắm. Không có ngang hả? Nói tới xào hẹ, giờ con còn giá hẹ mà con không có gì xào trên kìa. Mà con không có ốc đó xào hẹ xào. Có cái đó đó, chị chừa phân nửa thau đi, chị xào đi. Xào không? Xào miếng đi, chứ để nướng không ăn ngán lắm á. Ốp rồi. Chị ốp chứ xào hồi khói niêm. Cái gì chứ, đúng teo lại không còn niêm đâu. Cho ba ăn miếng. Bây giờ ấy nó dễ chín dễ à, chín rồi vậy mình nướng ốc đây nè, ốc mình để bên đây. Rồi. Nó chảy nước không? Chảy nước ướt hơn buộc heo. Nước à. Để nó dễ em được. Mình chín chín rồi đấy, rồi mình nướng ốc cho. Gà không? Bà chín gà không? Ôi chín rồi. Bà chín gà không? Bà chín điện không được. Để điện rước chồng lên. Cái điện không bắt máy chắc nó đang chạy xe quá. 2 giờ ra phải không? À nó nghỉ rồi. Này 2 giờ là làm gỏi phải không? Ừ, chịu đi rồi. Vì sao con điện bấm bắt máy rồi sao? Chín nghe cả nhà. Ốc luộc xa xị xả. Nhìn nó cũng trắng lắm nha, nhìn cũng im lắm nha. Bảo Bố Đực làm nó mắm me cả nhà ơi. Ốc ăn mắm me là cũng trúng rồi. Ốc bu đen nha cả nhà. Ốc bu Pháp bây giờ quê mua làng nhóc bây giờ cũng khó kiếm lắm. Giờ ta xả lúa người ta cũng thuốc ta diệt kiếm cũng hết. Giờ ốc bu vàng giờ là hiếm. Bu đen giờ nó nhiều. Ốc bu Pháp hả? Ốc bu vàng. Ốc bu vàng. Ốc bu Pháp. Nãy giờ nướng này chưa hết nữa anh em ơi, lát thì ốc bu nãy giờ chưa nướng ốc bu nữa. Vậy lại nhà có Bảo Bảo mà đợi Bảo Bảo đãi mồi đãi bia đãi rượu gì kiểu này chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Ngồi đợi không cũng chết. Thầy bằng chết luôn thầy không miếng nữa. Mà ốc lại chưa nướng kìa. Ờ thơm lắm cả nhà. Nãy giờ nướng chưa hết cái lòng nữa. Vàng thôi. Dạ ha. Nào chín gấp ở ngán đứng ruột hàng lần. Ủa? Lâu cũng chết. Ủa? Chở hoài luôn. Ủa nãy con nghe nó ốc lát không phải ốc bu mà. Ở này ốc bu. Ủa gì hả? Ủa gì nãy con nghe lộn sao? Ốc bu đứt nhọt. Chưa được nữa hả chẳng? Đậu lòng cũng phải đậu lòng. Lòng là bị ấy rồi. Đó rồi đó, phải đi sửa điện thoại cho nó gần điện thoại rồi nó không đi chịu sửa. Nó hay vậy. Nó bị tội không có gì. Nó tội gì không biết chứ. Khen đi lên mạng ta ném đá con chết nữa. Ném đá gì có gì nó lấy ném đá gì. Nó có nó ăn cơm nó còn biết mà. Ừ. Có là nói chứ không phải mình nói là tặng được cái gì. Trời nướng lâu quá rồi. Mình nướng ốc bu cho anh. Lên nha. Mày giờ lấy cái gì? Đũa đâu rồi? Tách cái mặt để từ tỉnh chín bật cái gì? Nghe cả nhà đâu coi. Trời con cua keo quá ngon luôn. Nó khét luôn rồi. Chảy nước miếng luôn rồi. Nó bự quá anh em ơi, nó bự quá mình nướng nó khác luôn. Nhà anh em ơi. Anh em ăn nhậu thì biết rồi, nó bự quá bự rồi nãy nhỏ cháu đó. Bự quá là hồi gặp mồm luôn á. Rồi nó cắt nó quên cắt. Đâu có hồi cắt lại chứ. Rồi nó nướng hơi lâu á, mà hơi bị khét trong này. Phải chọc ở trong. Cắt lại chứ đẩy dị hao lắm à. Ừ luôn hả? Thì chính là cắt lại. Nãy vậy nó hao lắm. Trời ơi, con gốc này nó mập cái ghê anh hai. Trời ơi, cái kìa, gốc gì thì lẻ. Sao gốc nó nằm nãy giờ mà, nằm trên bếp nãy giờ mà sao còn lê lưỡi vậy? Cái bếp nó cháy không có điều, nó hư rồi. Nóng quá là lưỡi. Nóng quá là lưỡi. Cái bếp hư rồi, bên chỗ có tiền mua nó cả nhà, có tiền mua mồi không mà không có tiền mua bếp nè. Giờ nó bự vô giữa vậy. Giờ qua vô. Nó
rồi, rồi, rồi anh em nãy giờ thôi không có rượu, từ từ đấy anh em mày lát có rượu uống cái quay anh em uống đi, mời anh em uống ly rượu nha, ngon lắm, ngon lắm. Cái này ngon thiệt, cái này ăn cái đồ nướng thì rất ngon là cực. Rồi thế ông thấy giống nhà hàng không? Nước rồi thì ra thơm khói luôn. Hồi mình nãy đắm khói luôn. Thì không mà mình dù cực nướng nó ngon hơn. Đi chính nha nhà. Mời cả nhà vô ăn ốc gò bảo anh. Để con mình biêu à. Nãy giờ anh em ơi nướng lòng heo thèm quá giờ uống ly nha. Mời anh em nha. Trời ơi ăn miếng này. Mà cả nhà ngụm thấy bảo cái còn nướng không dám ăn, nó sợ la nữa chứ. Mời cả nhà vô ăn ốc gò bảo à. Vui thèm quá đi. Đâu rồi cái tâm này cho mượn anh. Ngon quá anh em ơi. Đưa mượn cái tâm mày ăn nó lấy cái bự anh. Nè. Ăn miếng này, mời em nha. Trời ơi, cái này, cái lòng heo cũng ngon quá. Nướng. Không lấy kéo cắt cho ăn vậy thôi. Trời ơi, ăn thì mới ngon. Nó ngon thiệt. Trời ơi, ngọt thiệt quá. Cho chấm nóng me những miếng ăn. Cái gì là nướng là ngon à. Ngon mà ốc ngổ rồi, để ăn ốc bự nè. Cái này là đậu gồng nha. Đậu gồng trồng ở nhà. Rồi ăn đậu gồng miếng ốc nó khác nè. Cái đậu gồng. Còn không ăn sống luôn rồi. Chín luôn rồi. Chín luôn rồi đó. Dữ thiệt. Có vui nóng. Ốc nó cũng lột quá vậy. Rồi sao nhét trở vô. Trên này chưa gửi nữa. Bỏ ở dán của anh ta kìa. Không dứt luôn cho rồi đi. Thôi. Chú Út kìa. Đây. Chưa để con ngãi. Con ăn giờ đi. Giờ giới thiệu ốc không có ốc rồi. Ốc nướng ngon lắm, để ở nhà ơi, nên giờ nãy ăn ốc này nướng mỡ hành nha. Ốc nướng khổng lồ luôn á. Không mà thấy quá ngon. Uống ly ăn con thôi, cả nhà anh đang có chửi không vậy? Ăn uống ly ăn con anh đang có chửi không? Đừng chấm mặn á. Này con ấy rồi khỏi chấm. Rồi anh em nha, bạn em. Trời nó ngon. Cái con đâu quá. Rồi mặn lạ. Nó ngon quá, con nữa. Ăn cho anh em chửi luôn. Con nữa đi. Trời nó ngon thiệt. Anh em ơi. Trời nó ngon thiệt anh em ơi. Rồi ốc. Rồi không ra đất. Trời ơi. Hấp quá. Hấp. Không lẽ giờ ôm luôn con này. Nó nóng chắc chết quá. Nè bỏ chén đi. Nóng dữ lắm. Trời ngon quá. Bỏ chén. Trời ơi. Thôi nó ngon thiệt. Quá trời. Trời ơi quá khổng lồ luôn cả nhà ơi. Nó ngon thiệt. Không anh em. Ngon quá anh em ơi. Vậy xin ăn hai con này, con này chưa ăn nha. Ốc này ốc hấp nước ngọt. Ốc hấp ngọt lắm á. Ốc nước ngọt. Ừ. Mấy gì ốc ốm mà ham ăn. Ăn miếng đồ gọc quá. Con này nó không chị mặt cho quý, không chị mặt cho cái gì ghen đúng đâu. Đậu gọc chồng nhà nó đều đều, ăn không có thuốc mà nó ngon. Ủa anh Trân nó bẻ ông nắm luôn á anh. Đúng rồi, anh trồng nhà đâu có thuốc đâu. Ủa nãy anh Trân nó bẻ làm gì bẻ nắm. Tao lên kìa. Đó. Trời mình... đất ơi, ngồi lên dĩa đậu gồng luôn rồi. Gái bẻ đâu thì thuốc, nó đẹp ăn ngon luôn. Ngồi lên dĩa đậu gồng luôn. Ngon quá. Mệt em nha. Thiếu tụng chốc dịch đây, đâu mất tiêu rồi. Ngủ rồi. Gì... Coca-Cola. Luộc nước ngọt. Người ta luộc nước dừa bây giờ chơi luộc của cang qua lại. Anh em ơi, đừng nghe thấy bà bảo không? Nướng nữa trời, chưa chín nữa kìa. Chưa chín nữa. Ăn đồ nướng này ăn lâu dữ lắm. Rồi mời cả nhà nha. Ăn ốc luộc của cang qua lại cả nhà ơi. Nói đừng nói lẹo lưỡi nha. Ngon quá cả nhà ơi. Bây giờ cho cuộc sống quê ăn con ốc thì cắt ngon nữa. Ốc nướng, rồi ốc nướng. Ốc nướng khổng lồ. Đưa nó khổng lồ nha. Ốc bự khổng lồ à? Ừ. Ốc bự chà bá. Ốc dồi dôi vậy. Ở quê miền Tây nước ngọt ăn ốc dồi dôi. Bây giờ mình mơ tưởng ốc dồi dôi đại đi. Ốc bự mình mơ tưởng ốc dồi dôi đi. Nướng mà hành ngon lắm cả nhà ơi. Trời ơi trời. Trời ơi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Để kiếm rồi, đâu rồi. Hết hồn cả nhà ơi. Trời ơi, người nhớ tới giờ. Đi dặn nó còn sống mà đi dặn luôn trời. Còn béo quá. Chúng mình béo thiệt mà. Béo. Ngon.
Út ăn hai. Béo ăn hai. Béo ngon. Không mày chưa bếp ăn hai con là ngon. Nếu mà hành ngon thì hả? Chưa bếp ăn là có hai con. Vậy là, ấy vậy là thắng bốc bắp được nha. Để kêu lại Tùng cháu dịch ra. Nhất định nha. Tạm biệt cả nhà nha. Ốc nướng mỡ hành ngon lắm cả nhà. Mai mốt có ốc là làm giống như Bảo Bảo dạng ngon nha. Tạm biệt cả nhà, hẹn lại clip sau. Lấy là bệnh như ta. Tạm biệt cả nhà nha, hẹn lại clip sau. Chúc cả nhà mỗi ngày cũng ăn nhậu giùm Bảo Bảo nha. Để đây chốt không, nãy giờ không không tắt gieo, không ngồi bóc, không để một bên kho, không ăn luôn. Không, anh em ơi, mỗi ngày mỗi nhậu nha. Đúng rồi, chúc cả nhà. Từ nào cũng nhậu cả nhà. Làm ra tiền mỗi ngày mỗi nhậu. Mà Bảo Bảo giờ không làm ra tiền, Bảo Bảo cũng nhậu nữa. Đúng rồi, ngày ngày cũng nhậu. Sống quắc mà cái gì hình hoài. Hôm giờ chú Bảy hôm giờ bỏ con.